đứng ở góc độ một công dân của một đất nước, cụ thể ở đây là công dân của đất nước Mỹ, thì cái điều đó, điều giới hạn đó nó tốt hơn cho cái chiến thuật của nước Mỹ khi đã đi đánh nước ngoài. Nhưng mà đứng trong góc độ của một người phóng viên chiến trường thì cái điều đó là một sự giới hạn công việc. Vậy thì cái quan điểm của anh như thế nào về cái việc giới hạn đó? Thật ra những cái hãng báo chí thông tấn lớn đều có viết lên Bộ Quốc phòng để mà xin được mà họ những ký giả được tự do hơn, giống như Việt Nam ngày xưa chứ không phải bị kiểm soát. Ví dụ những cái trận mà ném bom vào Iraq hay là Afghanistan, các phóng viên được lên trên hàng không mẫu hạm khi mà chuyển hình cũng bị kiểm soát, những cái hình đó có thể gửi đi được không, chứ ngày xưa không ai kiểm soát cái hình của chúng tôi được. Riêng anh thì sao, anh muốn như thế nào? Tôi muốn tự do nhiều hơn. Ví dụ như ví dụ mà tôi mà một trở lại chiến trường Iraq, Afghanistan, tôi không đi theo quân đội Mỹ, tôi sẽ đi về phía bên kia, phía mà bên của chống lại Mỹ. Thì bởi vì cái hình nó chụp khác với cái hình mình đi theo quân đội Mỹ nhiều hơn, mà nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho cái người phóng viên. Ngay cả cái chuyện mà tự do hơn cho người phóng viên chiến trường thì điều đó có hại hơn cho đất nước Mỹ thì sao thưa anh? Thật sự không phải là có hại chính phủ Mỹ, bởi vì cái sự freedom của phóng viên, nhà báo, họ phải tìm ra những cái hình mà của chiến tranh hiện tại, chứ không có hại gì chính phủ Mỹ hết. Thật sự cách đây hơn 8 năm khi mà tờ báo New York Times cũng bị chính phủ Mỹ đã kiểm soát tất cả hình hết, mà lúc mà mấy chục người xác chết những lính Mỹ, cái anh đó anh chụp lén một bức hình mà được đăng trên bìa, được đăng bìa báo New York Times, rất hình mà những cái xác của quân đội, thì vậy chính phủ Mỹ rất lo ngại. Ví dụ những người mà quân đội Mỹ mà chết được đưa về Mỹ thì chính phủ Mỹ không cho phóng viên chụp, mà gia đình nạn nhân yêu cầu phóng viên thì chính phủ Mỹ ok cho chụp. Tôi đã đi chụp những cái người xác chết mà được trở về là cũng do gia đình của nạn nhân đã yêu cầu phóng viên cơm rồi. Vậy thì câu hỏi này xin anh cân nhắc rất kỹ trước khi trả lời. Giữa vai trò của một phóng viên xuất sắc và vai trò của một công dân trung thành với đất nước, anh lựa chọn vai trò nào? Tôi nếu tới một thời điểm nào đó hai vai trò đó có thể xung khắc với nhau, tôi nghĩ là nếu một ngày nào đó sẽ cái vai trò được tự do nhiều hơn, như người phóng viên. Anh lựa vai trò của một người phóng viên. Một người phóng viên. Chắc chắn là những người làm phóng viên, những người làm nhiếp ảnh chiến trường cũng như là bình thường, một ngày nào đó, một thời điểm nào đó cũng sẽ có gặp tới những cái trường hợp đó, đúng hay không thưa anh? Thưa đúng, bởi vì hiện nay những người phóng viên trẻ họ biết là nguy hiểm, họ dẫn đi qua chiến trường Iraq, chiến trường Syria và Afghanistan, mà cái chiến tranh mới hiện tại ngày nay chết nhiều hơn chiến tranh Việt Nam. Những người phóng viên và những người đã biết nguy hiểm, họ thích mạo hiểm. Và ở cái góc độ đó thì không nói đâu xa, không nói lý thuyết dông dài, mà một cách rất cụ thể quay trở lại bức ảnh Kim Phúc. Được biết là bức ảnh Kim Phúc, bức ảnh cô gái Napan mang tới cho anh cái giải Pulitzer. Nhưng đồng thời cũng bức ảnh đó dường như là rất nhiều những người có thể gọi là đồng đội của anh, có thể gọi là những người ở phía Việt Nam Cộng Hòa không hài lòng với bức ảnh đó, vì cho rằng bức ảnh đó đã góp phần vào cái chuyện mà đẩy cái việc cái phong trào phản chiến ở Mỹ cao lên, khiến cho dẫn tới cái sụp đổ của miền Nam năm 1975. Anh có thể nói về điều đó? Tôi nghĩ là bức hình đó là bức hình lịch sử, không có phía bên nào hết. Thật sự cái hình đó tôi cũng gặp nhiều anh em của quân đội. Anh có ghi nhận cái điều đó không? Có ghi nhận điều đó. Bởi vì họ nói cái hình đó làm mất nước Việt Nam. Thật sự không ai mất hình cái hình đó. Họ nói cái hình Eddie Adam, hình Sức Quang Đức và hình Lý Úc làm cái đất nước đã làm mất nước. Thật sự quân đội Mỹ đã bắt buộc 75, họ trước khi 75 đã muốn rút quân rồi. Cái chiến tranh Việt Nam không còn đủ để mà chống lại phía bên Cộng sản nữa.
anh có vừa mới nhắc tới phóng viên Mỹ Eddie Adam. Dường như ông ấy cũng có một lúc nào đó ông ấy có vẻ như là hối hận khi mà chụp cái bức hình ông cảnh sát bắn tương lo một chiến binh cộng sản. Thì hình như là ông cũng đã có từng hối hận cái điều đó. Tôi Eddie Adam là bạn rất là thân. Cái ngày mà 68 vào mà muốn thân tôi thì ở mà chợ lớn, ông ấy đi ra mà trước gần chỗ khu chợ Ân Quang, chùa Ân Quang để mà chụp cái hình mà lúc con Tương Loan mà bắt cái anh về cổng á đem ra mà bắn. Thì tôi nhớ cái ngày đó tôi làm việc chung với anh tại em phòng AP, thì khi mà ấy đi chụp cái hình sự bắn ông về cổng đó, ấy đi bay về Hồng Kông về Mỹ khắc liền sợ nguy hiểm cho ông ấy đi. Thì ông Tương Loan và ấy đi làm rất là người bạn rất thân nhau. Rất là thân. Khi mà năm 1975, khi mà ông Tướng Loan được qua định cư tại Virginia bên Mỹ, ông Adam có tới thăm nhiều lần. Khi mà tới một cái nhà hàng của ông Tướng làm pizza, tiệm pizza của ông Tướng Loan, khi mà ăn nói chuyện với ông Loan, anh Adam mới xin vào đi bathroom. Thì trong bathroom có một người nào viết chữ I know who you are, chửi ông Tương Loan. Ông ấy đi, ông rất ân hận bởi vì bức hình ông coi cái hình đó coi như chết hai người, hình ông Việt Cộng và ông Tương Loan. Ông cũng rất là ân hận. Tôi nhớ lại trước khi ông Tương Loan mất, tôi có gọi ông Tương Loan, tôi mời ông Tương Loan qua cái workshop của Eddie Adam ở Upstate New York. Thì ông Tương Loan nói tôi là Nicky, tôi rất là đang bị bệnh. Thì một tháng sau ông mất, thì tôi gọi Eddie cho hay là ông Loan mất. Thì Eddie Adam có tới dự nắm tay. Theo anh biết thì ông Tướng Loan có hận ông Eddie Adam hay không? Tôi nghĩ không có hận, bởi vì có một người phóng viên lấy những cái nhiệm vụ của họ. Không bức hình nào mà người cứ ai mà hận. Và ngược lại thì anh có bao giờ nghe tâm sự trực tiếp từ ông Adam về bức hình đó? Ông Eddie với tôi là bạn thân rất thân. Mỗi lần ông đi công tác về LA là chúng tôi đã nói chuyện cả buổi về chiến tranh Việt Nam qua hai bức hình, hình tôi và hình ông Eddie. Ông Eddie có ân hận về bức hình đó? Ông cũng ân hận bởi vì ông làm hai cuộc đời chúng tôi qua bức hình. Vậy thì Nick Úc có bao giờ ân hận một tí nào về bức hình cô gái Napa? Tôi không ân hận bức hình trôi, bởi vì cái một cái hình, nếu mà một người phóng viên không chụp hình được bất cứ hình nào của chiến tranh Việt Nam thì làm sao có những hình lịch sử để lại. Thành ra giống như Eddie Adam vậy, nếu mà rất nhiều người cái tấm hình không ai chụp được hết, giống như những hình như là các trận lớn của chiến tranh Việt Nam, hình của Kim Phúc mà những người phóng viên mà lúc đang núp giống như tôi mà chúng tôi núp thì không có chụp được cái hình đó, thì là cũng ai có thể nói là cái ngày cái dội Bonaman thật sự. Thì tôi nghĩ là phải có những cái hình để lại cho con cháu chúng ta đã thấy cái mức hình lịch sử. Cái hình của tôi hiện nay đã để tại New Jim Washington DC, hàng triệu người tới xem là những các học sinh của từ high school tới đại học của Mỹ đều tới để học vấn đề lịch sử rất nhiều. Ba những cái bệnh chiến tranh. Một câu hỏi này cũng tương đối rất là tế nhị hoặc là nhạy cảm, cũng liên quan tới bức hình đó và sự sinh hoạt của anh về sau này. Chụp bức hình đó sau này thì Nick Úc cũng có sinh hoạt rất là thoải mái, từ ở Mỹ cho tới Việt Nam. Có những người họ nghĩ rằng là bức hình này, với bức hình này phía Việt Nam đã sử dụng để mà tuyên truyền cho cái sự khủng khiếp của chiến tranh do người Mỹ gây ra Việt Nam. Anh nghĩ sao? Tôi nhớ khi bức hình được truyền lên thế giới, cái ngày những ngày báo đầu tiên, thì tôi nhớ một tờ báo viết là đây là cái bức hình do bên phía Việt chính phủ Việt Nam, thì là do Việt Cộng bắn B-40 là dùng tiên truyền của chúng mình Việt Nam, còn bên Việt Cộng thì lại dùng hiện nay là những cái bom Mỹ đã Bonaban đã làm cô bé cô Kim Phúc bị thương bỏng nặng. Thì hai bên đều dùng cái tuyên truyền hết.
đối với tôi là báo chí, tôi không thể ngã bên nào hết. Đây là một người làm báo chí. Có những người, có nhiều người ở phía Việt Nam Cộng Hòa bây giờ cho rằng là Nick Cook bị lợi dụng để tuyên truyền, thì anh nghĩ sao? Tôi nghĩ cái đó không đúng, bởi vì một phóng viên quốc tế có không phe bên nào hết. Tôi là báo chí tự do thì tôi không bị ai lợi dụng hết cho tôi hết. Tôi về Việt Nam rất nhiều lần đi làm những cái chuyện, những cái MIA, những người bị mất tích. Tôi đi những cái vùng từ Lào Cai cho tới các biên giới của Việt Nam. Những người phía bên Cộng sản đã cũng muốn tôi chụp những cái hình coi như tuyên truyền, tôi thì không chụp. Bởi vì một phóng viên tôi do mắt tôi không muốn ai nói tôi phải chụp những hình đó. Người phóng viên ảnh của chiến trường sáng tạo ra những bức chụp ra những bức ảnh, còn cái chuyện mà sử dụng để tuyên truyền của hai phía thì nằm ngoài cái sự của nhiếp ảnh. Tôi không muốn ai dùng cái hình tôi làm tuyên truyền hết. Còn rất nhiều những cái chi tiết về cái bức ảnh này, cũng như là về cái thời kỳ của anh làm việc ở Việt Nam trước 75 như vậy, chúng ta sẽ còn có dịp tới nói tới chuyện đó nữa. Yeah. Muốn nói một chút xíu về cái giai đoạn về sau. Sau năm 75, anh lại tiếp tục qua Mỹ và tiếp tục hành nghề và tiếp tục đi nhiều nơi. Anh nói đôi chút. Tôi trước khi mà coi như Việt Nam thất thủ for Sài Gòn á, thì tôi có đầu tháng 3 tôi đã bay tất cả những vùng cao nguyên Việt Nam, từ Đà Nẵng, những cái lúc đó đồng bào bắt đầu chạy vào phía trường Đà Nẵng, tôi trên một chiếc máy bay của dân sự của Mỹ thì kịp từ trên sụt xuống, đồng bào cả nghìn người chạy, tôi còn nhớ từ đèo Hải Vân vô tới Đà Nẵng. Rồi sau đó tôi mới về lại Sài Gòn, đã được lệnh của AP, tôi mới bay đi ra vùng Cam Ranh và Tuy Hòa. Thì những cái lúc đó là dân bắt đầu bỏ chạy mấy nơi, thì được về trở lại, tôi mới trở lại dùng 30 thuộc Pleiku Công Tâm, những trận đánh cuối cùng. Tôi nhớ là một chiếc Air Việt Nam cuối cùng kêu tôi lên, anh Nick lên ngay, thì tôi bay trở lại chiếc máy bay chốt của Air Việt Nam, tôi trở với Sài Gòn và làm việc tiếp tục. Trước khi hơn gần 10 ngày khi mất nước thì tôi bay trở lại các vùng Đà Lạt Việt Nam, Cam Ranh. Trận đánh cuối cùng tôi là ngay Xuân Lộc, đi theo Sư Đồng Diều An Lộc. Từ đó khi trở về Sài Gòn nữa thì mới bắt đầu là cuộc hành quân cuối cùng của tôi là Cai Lậy và dùng miền Tây. Là sau khi về, AP biểu tức chúng tôi di tản ngay. Thì 27 Tây tháng 4 chúng tôi được một C-141 vô tài đại sứ Mỹ đưa nhân viên trở ra phi trường và bay về qua bên Phi Lục Tân và đảo Guam, Cameron. Lúc đó tôi trở thành một người tị nạn. Gần 2 tuần tôi sống ở tại Cameron và sau đó ra Los Angeles, và AP đã đổi tôi qua Tokyo, Japan. Tôi làm việc 2 năm tại Japan và sau đó tôi trở lại LA năm 1977 cho tiếp tục tới ngày nay, làm việc hầu như gần 40 năm tại LA rồi. Và qua những cái sự kiện, rất nhiều sự kiện đó. Rất nhiều. Tôi nghĩ là không có phóng viên nào mà may mắn như tôi làm việc tại Hollywood. Tôi đã làm những cái vụ mà những cái tài tử nổi tiếng trong đời tôi, John Wayne, Lucy Ball, Gaga Ball, Betty Davis, Paris Hilton, người đi tù tôi cũng chụp. Và tôi cover vụ Ronnie King, O.J. Simpson là một cái vụ xử lớn nhất nước Mỹ. Là thành ra những cái story lớn tôi đi khổ mặt hết. Rất may mắn cho tôi làm những cái làm việc tại Hollywood. Dường như anh còn có những cái assignment, những cái chuyến đi công vụ ra ngoài nước Mỹ nữa. Tôi đi rất nhiều ra nước ngoài. Thỉnh thoảng AP đưa tôi về Việt Nam công tác. Và họ đưa tôi mở văn phòng AP lần đầu tiên tại Hà Nội. Tôi làm việc Hà Nội gần một năm. Và sau, tại vì LA quá bận,
em lại muốn tôi trở lại em lại làm việc. Tôi rất thích làm việc tại Việt Nam, bởi vì mình là một con mắt người Á Đông, thành dễ dàng cho làm việc của mình. Dường như anh chưa có dịp được đưa đi những chiến trường gọi là sau Việt Nam của Mỹ. Tôi có trở lại các vùng Bắc giữa Nam Hàn và Đài Hàn, coi như Panmunjom, DMZ. Tôi vô các những đường hầm của miền Bắc, Bắc Hàn đi công tác cùng đó, và đã từng standby chiến tranh Iraq, đánh Iraq đầu tiên. Thì có một tháng thì tôi standby vì cái chiến tranh đó đã có xong xuôi một tháng rồi. Thì thứ nhất là ngày nay có gia đình, được hai con và hai cháu. Tôi không nghĩ là trở lại chiến trường như ngày xưa nữa, vì ngày xưa độc thân mà bây giờ có gia đình, tôi không muốn đi trở lại chiến tranh. Cái giai đoạn sau 75, nếu mà nhắc một cái bức hình nào hoặc là những bức hình nào mà gọi là đáng gọi là ghi lại trong tâm khảm của anh. Tôi có những cái bức hình bay từ Tuy Hòa ở biển bãi cát Tuy Hòa, những trực thăng xuống đáp cứu những người tị nạn. Có những bức hình mà xạ thủ Việt Nam xuống bồng một đứa em bé lên trực thăng ngồi chung kế bên tôi. Cái hình rất quan trọng, rất hay, bởi vì em bé không có gia đình, khoảng có 3 tuổi thôi, còn một bà mẹ ẵm con khóc, còn lạc người thân ở dưới bãi cát. Thì lúc đó Việt Cộng bắn máy bay, tôi còn nhớ kỷ niệm đó, máy bay không dám đáp, bay xà xuống mà bóc người lên thôi. Còn những bức ảnh mà sau 75 anh, khi anh đã qua nước ngoài làm việc? Ôi, cái hình nước ngoài thì nhiều lắm. Khi mà vụ Ronnie King là những cái hình mà đốt tàn phá ở vùng Central LA, tôi cũng trở lại rất là nguy hiểm. Tôi nhớ cái ngày đó thì có một người da đen định bắn tôi, bị họ ghét như người Á Đông. Thì lúc đó mình phóng viên, tôi cũng nhớ lại cái cả chiến tranh Việt Nam. Thì khi mà họ đưa súng cho tôi không chụp hình, tôi bỏ đi ra thôi. Nhưng mà chắc có lẽ đã qua cái chiến trường Việt Nam thì không có cái nguy hiểm nào có thể so sánh được khi mà làm ở Việt Nam. Nhớ cái vụ mà Ronnie King là cái một cái nguy hiểm của tôi lúc đó. Thì sau này những cái trận mà sniper bắn ở LA thì đối với một phóng viên là quá kinh nghiệm rồi. Mỗi lần đi những cảnh sát của LAPD của Mỹ lấy nó nấp mà tôi cứ đứng đi tỉnh bơ, thì họ biết mình quá kinh nghiệm. Còn rất nhiều những điều muốn trao đổi với Nick Úc, nhưng mà Nick Úc sắp sửa lại phải có một cái phỏng vấn nữa chiều nay. Có gì nên là tạm ngừng ở đây, nhưng mà còn một câu hỏi nữa. Qua rất là nhiều năm, 51 năm làm việc như là chiến viên, phóng viên chiến trường, rồi phóng viên ở Mỹ nữa, nếu mà để lại cho đàn em, những người mà nhiếp ảnh gia, phóng sự, anh chụp ảnh phóng sự, một cái kinh nghiệm nào đó, một vài cái kinh nghiệm nào đó, anh chia sẻ những điều gì thôi anh? Khi mà chiến tranh Iraq đầu tiên, là những phóng viên Mỹ, tức là những người mà phóng viên cho quân đội hỗn chiến Mỹ ở Capitol, cũng tôi có phá dạy học chuyện phóng viên. Thì ngày nay khác như 40 mấy năm về trước, phóng viên ngày xưa phải dùng phim, mang máy hình rất là nhiều, không có computer gì hết. Ngày nay chỉ cần hai cái digital camera hoặc là video digital camera quá đầy đủ, thì người phóng viên thì lúc nào có đầy đủ cái máy móc, không mang nhiều như ngày xưa. Ngày xưa tôi phải mang gần 50 cuốn phim và thức ăn thuốc men đầy đủ hết. Ngày nay thì hai cái máy hình và tele mà để mà chụp lúc máy bay hoặc ném bom thì mình đầy đủ. Thì phóng viên cái chiến trường phải rất nhiều kinh nghiệm. Thì tôi muốn để lại các anh em phóng viên ngày nay, thì nếu mà làm phóng viên chiến tranh thì cũng mang nhẹ nhàng, rủi còn chạy còn kịp được, phải không? Rồi một cái laptop và wifi để mà chụp ảnh. Đó là về vấn đề kỹ thuật. Cái kỹ thuật đó. Còn những cái tố chất khác, những cái kỹ năng khác để mà có thể có những bức ảnh thời sự hết sức là sống động, hết sức là chất lượng. Thì tôi muốn các phóng viên trẻ, tôi muốn học qua các phóng viên ngày nay, xem những cái tờ báo về hoặc magazine
coi TV để biết hiểu thêm về mà cách làm việc của phóng viên. Như tôi ngày xưa tôi đâu có thời kỳ chiến tranh Việt Nam tôi đâu có học ai đâu, tôi chỉ là một phòng tối đi học sơ qua những phóng viên chiến trường thì mình có kinh nghiệm đó. Những cái mà mánh khóe nghề nghiệp như là đón đầu sự kiện hay là đón đầu nhân vật vân vân, anh có thể chia sẻ những cái điều đó. Phần thường tôi là một phóng viên, tôi lúc nào cũng tới sớm bởi vì những cái chuyện gì xảy ra mình đâu có biết giờ giấc đâu. Tỷ dụ San Marino vụ bắn một cô bé gái Việt Nam bị chết năm rồi, thì có bữa tôi tới sớm ngay cái nhà hoàng của Việt Nam ở đây chụp hình gia đình nạn nhân tới, mà may mắn vừa tới vừa đem cái quan tài bắt đầu tới thì gia đình khóc ôm quan tài. Tôi chỉ một phóng viên mình thôi khó thôi, thì cái một cái mé của phóng viên lúc nào mà tới sớm, mình tới trễ là trễ hết. Hoặc làm việc vừa sớm hoặc về trễ. Đó là cái minh phép của tôi. Nói về vấn đề kỹ thuật thì ở đây chúng tôi cũng thấy có một số những cái máy rất là xưa, có lẽ là từ cái thời mà chiến tranh của Nick Úc làm phóng viên chiến trường. Anh có thể nói đôi chút về những chiếc máy rất là cổ như thế này thưa anh? Có lẽ bây giờ thì chúng ta không còn nhìn thấy ở trên thực tế nữa. Cái máy này là máy Leica của Đức. Thật thì cái máy này rất là tốt. Hậu đệ nhị thế chiến đã những người phóng viên đã dùng rồi. Khi mà qua Việt Nam thì chiến tranh Việt Nam thì AP đã sử dụng Leica và Nikon. Tôi nhớ là cái ngày tôi chụp cô Kim Phúc, tôi cũng chụp cái máy Leica M2 này. Lúc này cô đang chạy thì tôi xài cái ống kính 35 wide angle thì chụp cô đang này chạy và những cái hình mà lúc mà tiến vào trang bàn, tôi không sử dụng máy Leica. Thì máy Leica rất là tốt, rất là nét, rõ hơn máy Nhật nhiều. Thì ngày nay nó không còn sử dụng phim nữa, có một số chụp phim cho vui. Thì ngày nay hãng Leica nó đã dùng digital, mà digital thì rất đắt tiền. Cái máy, những cái máy mới bây giờ thấy gần 10.000 đô la một body thôi. Xin cảm ơn anh Níu Úc rất nhiều. Chúng ta vừa mới lượt qua 51 năm hành nghề của anh Nick Úc, phóng viên chiến trường Nick Úc. Gói gọn trong vòng một tiếng đồng hồ như vậy, chắc chắn là cũng còn rất nhiều thiếu sót. Tuy nhiên chúng ta sẽ còn có dịp tiếp xúc nói chuyện với lại phóng viên Nick Úc trong nhiều lần sau này. Có lẽ câu chuyện chấm dứt ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Dạ, cảm ơn Lan Vũ, anh Kiều nhiều. Hãng thông tấn AP tại thành phố Los Angeles đã tổ chức buổi tiệc vinh danh phóng viên Nick Úc vào cuối tháng 2 vừa qua. Rất nhiều đồng nghiệp, thân hữu của Nick Úc và hãng AP đã tới tham dự và chúc mừng, trong đó có những tên tuổi lớn trong giới chính khách và nghệ sĩ Hoa Kỳ. Ngoài những loạt phóng sự của báo chí Mỹ và quốc tế, nhiều trang báo ở Việt Nam cũng đã đưa tin về việc nghỉ hưu của phóng viên Nick Úc từ mấy tháng trước. Tuy nhiên, các bài viết, phóng sự về ông từ chính báo chí truyền thông Việt ngữ hải ngoại dường như lại rất hiếm hoi.